ngày 13 tháng 5 năm 2024, lễ Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Lời Chúa: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Lời Cha bề trên tiên khởi. Lời luật là thầy dạy cho biết phải làm việc gì cho sáng danh Chúa và phải tránh sự gì cho khỏi mất lòng người. Suy niệm: Hôm nay, đang lúc đám đông im lặng, chăm chú, say mê nghe người giảng, thì một người phụ nữ đã thốt lên: Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Có lẽ bà đã cảm nhận niềm hạnh phúc của người mẹ khi thấy sự khôn ngoan, thông minh tài trí của người con nên mới thốt lên lời ấy. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã dẫn dắt bà và mọi người đến mối phúc thật cao trọng hơn nhiều, đó là phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Trước hết, câu nói ấy ám chỉ mẹ Maria là người đầy ơn phúc, vì mẹ đã lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa trong mọi biến cố cuộc đời. Mẹ được Thiên Chúa ở cùng, và mẹ luôn ở cùng con yêu dấu mẹ trong suốt hành trình dương thế của Ngài. Mẹ tiếp tục tuân giữ lời Chúa chối phố để nâng đỡ và bào chữa cho những ai kêu cầu mẹ. Mặt khác, Chúa cũng muốn nói rằng tất cả những ai tin, lắng nghe và tuân giữ lời Ngài thì đều là người có phúc, mà lời Ngài là lời yêu thương. Yêu mến Thiên Chúa và yêu tha nhân như chính mình sẽ đạt được phúc thật trên thiên đàng. Mẹ muốn tất cả con cái mẹ thực hiện những điều ấy để được hưởng phúc thật cùng mẹ trên nước thiên đàng, đặc biệt qua lời nhắn nhủ khi hiện ra tại Fatima: Hãy ăn năn đền tội, tôn sùng trái tim mẹ và nâng lần hạt mân côi. Lạy mẹ Maria, xin cho mỗi người chúng con cảm nghiệm được mình là người có phúc vì được làm con cái Chúa, làm môn đệ của Ngài. Xin mẹ dạy chúng con luôn biết lắng nghe và thực thi lời Chúa qua giáo huấn của giáo hội, hiến luật của hội dòng, luật lệ của giáo xứ và mỗi môi trường chúng con được phục vụ, để chúng con cũng được hưởng hạnh phúc cùng Chúa trên quê trời. Con Đức Mẹ vô nhiễm vô sống. Sống tình con thảo với mẹ qua chặng chuỗi mân côi, chu toàn bổn phận thường ngày với lòng yêu mến, đền tạ và chuyển cầu, hầu làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.